Người dùng mạng xã hội đã quá quen thuộc với hình ảnh như thế này của ông Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là Đại Đức Thích Tâm Phúc, áo nâu, đầu cạo trọc, miệng tươi cười. Thế nhưng ngày 6 tháng 8 năm 2024, ông Nguyễn Minh Phúc lại xuất hiện trước tòa với hình ảnh rất khác. Đây là nhân vật từng gây xôn xao mạng xã hội vì những phát ngôn, video được cho là thiếu chuẩn mực, xúc phạm tôn giáo. Ngày 6 tháng 8 năm 2024, Tòa Nhân dân huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh mở phiên tòa xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Minh Phúc, người tự xưng là sư thầy Thích Tâm Phúc, về hai tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, có khung hình phạt từ 2 đến 7 năm tù và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức, có khung hình phạt từ 3 đến 7 năm tù. Lúc 8 giờ 15 phút, bị cáo Nguyễn Minh Phúc được lực lượng công an dẫn giải vào phòng xử án. Khi vừa thấy người nhà, bị cáo Phúc òa khóc. Theo thư ký báo cáo, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt không rõ lý do. Theo hội đồng xét xử, bị hại và người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt không lý do lần thứ hai, sự vắng mặt không ảnh hưởng đến vụ án nên hội đồng xét xử sẽ tiếp tục xét xử. Theo cáo trạng, năm 2021, một phụ nữ ở huyện Hóc Môn có mua một thửa đất hơn 420m² tại huyện Củ Chi với giá 2,4 tỷ đồng nhưng chưa làm thủ tục tách thửa được. Năm 2022, bà này thông qua một người giới thiệu và quen biết bị cáo Phúc để nhờ làm thủ tục tách một thửa đất thành hai thửa đất có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất riêng thì Phúc đồng ý. Mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất, nhưng có quen biết và nhiều lần thuê người làm giấy tờ giả, bằng cấp giả để tạo lòng tin tôn giáo nhằm lừa đảo người khác, nên bị cáo Phúc đồng ý nhận làm thủ tục tách thửa đất theo yêu cầu của người phụ nữ. Bị cáo Phúc đồng ý làm thủ tục tách thửa đất với chi phí là 135 triệu đồng, nhận trước 70 triệu đồng. Bị cáo Nguyễn Minh Phúc thuê làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả. Sau đó, Phúc đưa cho người phụ nữ một giấy chứng nhận giả, còn một giấy chứng nhận giả và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất thật của người phụ nữ thì bị cáo Phúc cất vào két sắt. Đợi khi nào bà này đưa hết số tiền 65 triệu đồng còn lại, bị cáo Phúc mới đưa giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả thứ hai. Trước đó, ngày 23 tháng 5, Tòa Nhân dân huyện Củ Chi từng hoãn phiên tòa một lần do bị hại và những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan vắng mặt. Chỉ bằng chiếc xe máy, một thanh niên ở Lào đã chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Mở rộng điều tra, lực lượng chức năng đã triệt phá đường dây đưa đón người nước ngoài nhập cảnh trái phép. Từ đây, tổ chức lừa đảo bằng công nghệ cao xuyên quốc gia cũng lộ diện. Sáng 5 tháng 8 năm 2024, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết đã chỉ đạo đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo thuộc huyện Hướng Hóa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về hành vi tổ chức môi giới người nước ngoài nhập cảnh trái phép, hoàn chỉnh hồ sơ ban đầu, chuyển cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Quảng Trị tiếp tục điều tra. Trước đó, thực hiện chuyên án XNC7, lúc 8 giờ sáng 27 tháng 7, tại khu vực sát biên giới thuộc địa phận khóm Ca Tăng, thị trấn Lao Bảo, huyện Hướng Hóa, phòng trinh sát Bộ đội Biên phòng Quảng Trị và đồn biên phòng cửa khẩu quốc tế Lao Bảo chủ trì phối hợp các đơn vị tổ chức đấu tranh bắt quả tang Sinon, 19 tuổi, ở bản Den Savan, huyện Sepol, tỉnh Savannakhet, nước Lào, khi đang sử dụng xe máy chở một người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Đấu tranh khai thác, nghi phạm Sinon khai nhận, 6 giờ sáng ngày 27 tháng 7, được người đàn ông tên Sip ở bản Den Savan thuê chở người Trung Quốc nhập cảnh trái phép từ Lào về Việt Nam với giá là 1,5 triệu kiếp Lào. Đi cùng Sinon còn có Sip và một người Lào là bạn của Sip cùng nhau chở ba người Trung Quốc nhập cảnh trái phép vào Việt Nam. Khi đến bản Ca Tăng thì bị lực lượng chức năng phát hiện và truy đuổi. Đến đoạn đường trước nhà cộng đồng bản Ca Tăng, Sinon bị bắt giữ. Những người còn lại lợi dụng địa hình rừng núi đã trốn thoát. Mở rộng điều tra, truy xét, lực lượng chức năng phối hợp bắt giữ 4 người Trung Quốc đã nhập cảnh trái phép trước đó đang đợi ở một khách sạn tại thị trấn Lao Bảo cùng một người Việt Nam gồm Nguyễn Thanh Hùng, 30 tuổi, ở xã Cam Chính, huyện Cam Lộ, Lai Chia Liang, 25 tuổi và U Chia Bin, 27 tuổi, cùng ở tỉnh Phúc Kiến, Trung Quốc, Chen Yebin, 22 tuổi, ở tỉnh Quý Châu và Liu Yanjun, 30 tuổi, ở tỉnh An Huy, Trung Quốc. Tiếp tục truy xét, lực lượng chức năng đã bắt giữ Pe Zhejiang, 22 tuổi, ở tỉnh Giang Tây, Trung Quốc, là người đã nhập cảnh trái phép cùng nhóm với Sinon đã bỏ chạy trước đó. Tang vật thu giữ trong chuyên án gồm một ô tô 4 chỗ, 45 điện thoại thông minh cùng nhiều tài liệu liên quan khác. Qua đấu tranh khai thác, các nghi phạm người Trung Quốc khai nhận được một chủ khách sạn ở khu vực Tam Giác Vàng giới thiệu, hướng dẫn và thuê xe đưa về bản Den Savan. Sau đó được các nghi phạm người Lào chờ sẵn và sử dụng xe máy chở theo đường tiểu ngạch nhập cảnh trái phép qua biên giới Việt Nam. Qua điều tra, xác minh, lực lượng chức năng phát hiện nhóm người Trung Quốc được huấn luyện, đào tạo bài bản về các thủ đoạn lừa đảo bằng công nghệ cao tại khu vực Tam Giác Vàng, sau đó tìm cách nhập cảnh trái phép vào Việt Nam và đi vào thành phố Hồ Chí Minh, Campuchia để thiết lập các đường dây móc nối với các máy chủ ở trong nước và nước ngoài sử dụng công nghệ cao để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.
Không chỉ là thợ hồ, bị cáo Lưu Tấn Tài, 36 tuổi, ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, còn kiêm cả người cầm đầu đường dây mua bán xe gian, xe lậu. Điều đáng chú ý là trong đường dây này có đến hàng chục đồng phạm là công chức, cán bộ nhà nước. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, Tòa án Nhân dân tỉnh Tiền Giang xét xử sơ thẩm, tuyên phạt bị cáo Lưu Tấn Tài 14 năm tù về tội sử dụng con dấu hoặc tài liệu giả của cơ quan tổ chức và đưa hối lộ. Đồng phạm với bị cáo Tài còn có 23 bị cáo là cán bộ công chức ở các tỉnh Tiền Giang, Kiên Giang. Trong đó, Nguyễn Hữu Hạnh, cựu phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đông, huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang, bị phạt 16 năm tù vì ký giấy bán cho tặng xe khống để bán cho Tài. 22 bị cáo còn lại bị tuyên phạt thấp nhất 2 năm 6 tháng tù và cao nhất là 13 năm tù. Theo cáo trạng, bị cáo Lưu Tấn Tài làm nghề thợ hồ tại địa phương và cầm đầu đường dây mua bán xe gian, xe lậu. Thủ đoạn của bị cáo Tài là bàn bạc thống nhất với bị cáo Hạnh, rồi Hạnh ký giấy bán cho, tặng xe khống để bán cho bị cáo Tài. Mỗi lần ký giấy, bị cáo Hạnh được hưởng 100.000 đồng. Để thực hiện, bị cáo Hạnh chỉ đạo Hồ Minh Tuấn là công chức văn phòng Ủy ban Nhân dân xã Xuân Đông cùng thực hiện hành vi này. Công an xác định bị cáo Hạnh đã ký khống hơn 5.000 giấy để bán cho bị cáo Tài, nhằm thu lợi bất chính 473 triệu đồng. Bị cáo Hạnh chia cho Tuấn 72 triệu đồng. Tương tự, bị cáo Tài cùng nhiều đồng phạm đã sử dụng thủ đoạn này khiến nhiều cán bộ cấp xã của tỉnh Tiền Giang và Kiên Giang cùng phạm tội, trong đó nhiều nhất là phó chủ tịch xã và công an xã phụ trách đăng ký xe. Cơ quan công an xác định, bị cáo Tài đã sử dụng 148 tài liệu giả đăng ký xe không có nguồn gốc, thu lợi bất chính hơn 1 tỷ đồng. Phạm Thái Bình ở huyện Chợ Gạo, tỉnh Tiền Giang thu lợi bất chính hơn 900 triệu đồng. Trong vụ án này, cơ quan công an đã thu giữ 32 xe máy có nguồn gốc không hợp pháp. Một chiếc xe máy vô chủ dừng giữa lòng đường đông đúc khiến nhiều người đi ngang phải nhìn lại. Đây là đoạn video clip đã khiến mạng xã hội xôn xao vào cuối tháng 7 năm 2024. Vậy tại sao chiếc xe lại ở đó? Liên quan đến vụ xe máy chạy ngược chiều chặn đầu ô tô hơn 8 phút trên đường Hai Bà Trưng, đoạn thuộc quận 3 thành phố Hồ Chí Minh, gây mất trật tự an toàn giao thông này. Ngày 5 tháng 8 năm 2024, nguồn tin của phóng viên báo Thanh Niên xác nhận, đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 đã mời làm việc đối với nam tài xế có hành vi vi phạm. Danh tính người vi phạm được xác định là một người đàn ông 42 tuổi ở thành phố Hồ Chí Minh. Ngày 5 tháng 8, người này đã đến đội cảnh sát giao thông trật tự công an quận 3 làm việc. Tại trụ sở cảnh sát giao thông, người đàn ông thừa nhận hành vi vi phạm luật giao thông đường bộ. Ông này cho hay, lúc 8 giờ 25 phút sáng 30 tháng 7, ông chạy xe máy trên đường Hai Bà Trưng. Lúc này do đường đông nên ông đã chạy ngược chiều và đang đưa con bị sốt cao đến bệnh viện nên nhất thời nóng nảy không làm chủ hành vi. Cảnh sát giao thông đã lập biên bản với ông này về hành vi chạy xe máy ngược chiều trên đường có biển cấm đi ngược chiều, mức phạt 1,5 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 2 tháng. Đỗ xe ở lòng đường đô thị gây cản trở giao thông, phạt tiền 350.000 đồng. Trước đó, như báo Thanh Niên đã thông tin, hôm 31 tháng 7, mạng xã hội lan truyền đoạn clip dài hơn 9 phút được ghi lại từ camera hành trình của một ô tô cho thấy ô tô này đang di chuyển đúng làn đường trên đoạn đường có giải phân cách. Lúc này, nhiều xe máy chạy ngược chiều gặp ô tô thì né hoặc quay đầu. Riêng người đàn ông chạy xe máy ngược chiều chở theo một em bé, nhất định không nhường đường cho ô tô. Người đàn ông sau đó đậu xe máy chặn đầu ô tô rồi ôm em bé vào lề đường đứng. Vụ việc kéo dài gần 8 phút gây ách tắc giao thông. Vụ việc khiến nhiều người đi đường bức xúc, yêu cầu xử phạt thật nặng người đàn ông đi xe máy.